Xin chào các bạn, ở trên đây mình đang là cái điện thoại Asus Zenfone Max mà mình hay gọi tắt là Zen Max. Thì cái Asus Zenfone Max này là một cái điện thoại rất là đặc biệt. Nếu mà xét cái tỷ lệ pin trên giá thì đây là cái điện thoại có thể nói là xuất sắc nhất trong số tất cả những cái máy chính hãng. Thông thường thì bạn bỏ ra khoảng 16 triệu để có 3.000 mAh pin hay là 2.500 mAh pin. Nhưng mà cái điện thoại này thì bạn chỉ cần bỏ ra 4.500.000 bạn đã có một cái máy 5.000 mAh rồi. Tức là nó có thể đóng luôn một vai trò của một cục pin di động. Với cái dung lượng pin 5.000 mAh đó thì bạn hoàn toàn có thể standby cái máy này gần 40 ngày. Hay là theo Asus thì các bạn có thể xem phim gần một ngày khoảng 22, gần 23 tiếng. Chúng ta duyệt web thì cũng hơn 30 tiếng thì rất là kinh khủng đối với một cái máy có màn hình 5.5 inch như vậy. Thì cái máy Zenfone Max được coi là một cái máy có cấu hình rất là tốt so với cái tầm giá 4.500.000 của nó, và nó cạnh tranh trực tiếp đối với những cái đối thủ kể cả cùng nhà sản xuất như là Asus Zenfone Laser hay là kể cả một số máy Zenfone 2. Thì cái Asus Zenfone Max này nó có cái gì khác biệt? Đầu tiên là cái thiết kế của nó. Mình thấy cái thiết kế của nó so với một số máy Asus khác kể cả Asus Zenfone 2, nhìn ở mặt trước thì nó gần giống như là cái máy Asus Padfone S, và khi mà cầm vô thì những cái đường cong ở phía sau làm cho mình có một cái cảm giác cầm dễ chịu hơn, trơn tru hơn, nó mượt mà hơn. Nếu mình nhớ không lầm thì có một số phiên bản của ZenMax ở nước ngoài họ sử dụng cái nắp lưng nó hơi nhám nhám một chút, nhưng mà trên cái máy này lại là cái nắp lưng trơn. Ở mặt trước thì bạn sẽ có một cái màn hình 5.5 inch 720p. Tuy nhiên thì giống như những cái máy giá rẻ khác hoặc là Asus họ cố tình họ thể hiện điều đó, thì chúng ta sẽ thấy những cái đường viền màu đen xung quanh rất là dễ để thấy. Đây là điểm nếu mình nhớ không lầm là không có trên cái Asus Zenfone 2. Chứ vì vậy mà nếu bạn nào ghét những cái đường màu đen, những cái đường viền màu đen xung quanh ở bên trong của máy, thì chúng ta sẽ thấy cái khung này rất là khó chịu. Ở mặt trước thì bạn vẫn có đầy đủ những cái phím tính năng, và Asus họ không cắt bỏ, họ không chuyển về một phần màn hình cảm ứng mà họ đưa xuống khu vực phía dưới. Ở đây thì chúng ta vẫn có những cái đường vân đặc trưng của Zenfone, nhưng mà phía trên này là một cái bề mặt trơn tru hoàn toàn. Có một cái điểm đặc biệt ở trên cái máy này là nếu mà bạn nhìn vào cạnh bên, các bạn sẽ thấy là chúng ta có những cái biểu tượng chương trình, những cái biểu tượng như là tăng giảm âm lượng hay là nút nguồn. Thì thông thường thì những cái biểu tượng này đã bị cắt bỏ đi, nhưng mà không biết ở sao trên cái máy này thì Asus họ lại in nó trở lại. Chúng ta có camera 13 chấm và cái đèn lấy nét laser ở mặt sau, có hai cái đèn flash LED. Thì bạn hoàn toàn có thể mở cái nắp pin của cái máy này ở đây, nhưng mà chúng ta không thể tháo pin ra mà chúng ta chỉ có thể lấy cái nắp lưng ra mà thôi. Đó, thì khi mà mở nắp lưng ra thì bạn sẽ thấy là Việt Nam là phiên bản 2 SIM, SIM 1 và SIM 2. Ngoài ra chúng ta còn có khe cắm thẻ nhớ. Ở trên cái máy cho thị trường Việt Nam thì Asus họ trang bị bộ nhớ trong 16GB chứ không phải là bộ nhớ trong 8GB, thì theo mình đây là một cái nỗ lực khá là đáng khen của họ. Và bạn có thể gắn cái thẻ nhớ micro SD ở đây, nhưng mà viên pin 5.000 mAh thì chúng ta bị khóa chết vào và không thể thay được đối với người dùng bình thường. Đối với cái máy Asus Zenfone Max này thì nó sử dụng cái Snapdragon 410 2GB RAM, một cấu hình khá bình thường và không có mạnh nhưng mà vẫn đủ để sử dụng. Ở đây thì Asus họ vẫn đang sử dụng Android 5.0, nhưng mà có lẽ sẽ được nâng lên Android 5.1 hoặc là Android 6.0 trong thời gian tới, mà họ cũng có một số những cái thay đổi. Thì nói về cái viên pin của cái máy này, thì viên pin của máy này ngoài việc sạc cho nó như mình nói vừa nãy, nó còn có khả năng sạc cho những cái loại khác. Các bạn chỉ cần cắm một cái sợi cáp OTG vào đây thôi, sợi cáp USB on the go mà các bạn có thể mua ở ngoài, hoặc là mua sợi của Asus, nhưng mà Asus họ không có bán cái này trong cái hộp, không tặng kèm trong cái hộp, và các bạn có thể sạc cho những cái điện thoại khác. Tất nhiên là hiệu suất nó sẽ không được như mong đợi, tức là bạn có thể chỉ có thể sạc được một cái máy khoảng iPhone 6 hay là Galaxy Note 5 thì nó đã đầy cái máy rồi, và cái máy này cũng hết pin luôn. Nhưng mà nó vẫn rất là tốt trong trường hợp mà bạn cần cứu, bạn cần chuyển điện qua một cái máy khác. Tuy nhiên cần một lưu ý nhỏ là với cái giá mà khá là rẻ như vậy, tức là giá chỉ khoảng 4.500.000 thì Asus họ phải cắt giảm khá là nhiều. Cái phiên bản ở Việt Nam có lẽ sẽ không có tai nghe, không được tặng kèm tai nghe trong hộp, và đặc biệt là cục sạc chỉ là cục sạc 5.2V 1A thôi. Cục sạc 5.2V 1A thì sạc rất là lâu đối với những cái điện thoại mà có dung lượng pin 5.000 mAh. Tuy không đến 3 ngày 3 đêm để sạc, nhưng mà các bạn cũng phải mất một đêm thì nó mới có thể đầy được. Thì nếu mà được thì các bạn nên mua những cục sạc có dung lượng lớn hơn, hoặc là các bạn mua một cục sạc đa năng mà sạc 5V 2A thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Cần lưu ý là cái điện thoại này là thuộc dòng máy giá rẻ, chính vì vậy mà nó không hỗ trợ quick charge 2.0. Rồi, xin cảm ơn các bạn.